Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về vị tướng trợ thủ đỡ đòn, đó chính là vị tướng Togo. Thì cái phần quan trọng nhất của Togo đó chính là cái phần bán ngọc và cái trang bị nha mọi người. Rồi, đầu tiên mình sẽ vào cái phụ trợ trước. Phụ trợ dành cho Togo đó, thì mình sẽ ưu tiên một là cái tốc biến, hai là cái siêu máu nha mọi người. Thì mình sẽ nên chọn cái siêu máu, tại vì mình là vị tướng đỡ đòn, nên là khi mà đi giao tranh á, mình sẽ đứng ở đồng đội rất là nhiều, nên là mình sẽ siêu máu cho đồng đội nó hồi máu nhanh nha. Rồi tiếp theo mình sẽ vào cái phần bảng ngọc, thì mình sẽ chọn cái bảng ngọc là máu và giáp nhiều mọi người, ngọc đỏ 10 viên nè, giáp cho phép và tốc đánh, còn ngọc xanh mình sẽ là 10 viên máu tối đa giảm mài chiêu nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím thì mình cũng lên là máu tối đa tốc chạy và máu dành cho tướng Togo. Rồi về cái phần phù hiệu á, thì mình sẽ chọn cái phù hiệu mộc giáp nha mọi người. Mộc giáp sẽ giúp cho Togo thứ nhất là trâu, thứ hai là địch đánh trúng mình sẽ hồi được một cái lượng máu nha. Dưới đây mình chọn cái siêu máu, bên đây mình chọn hốc huyết nè. Và cái phần cuối cùng, phần quan trọng nhất đó chính là cái phần trang bị. Trang bị cho Togo đi chơi thủ hay đi solo đường đó. Thì đầu tiên mình sẽ là phụ trợ nha mọi người. Tại giờ thời hành thêm địch mà mình sẽ chọn cái phụ trợ cho phù hợp nha. Cái món thứ hai sẽ là cái giày kiên cường, món thứ ba thì hãy ưu tiên lên các khiên nói chuyện nè, món thứ tư chính là huy chương chơi, món thứ năm là giáp âm mệnh, cuối cùng là cái nhâm cái siêu sinh đó, cái giáp âm mệnh mọi người đó. Cái giáp âm mệnh sẽ luôn phiên thay thế giữa cái nhâm thuẫn nè và một số trang bị càng về cuối game mà tướng nào mạnh thì mình lên cái mình thủ nha. Đây là trang bị khi gặp tem bạn một đội hình chuẩn hoặc là sát thương về sát thương vật lý mạnh thì lên cái này luôn. Còn nếu mà gặp tem bạn mà sát thương có thật mạnh á thì loại bỏ giáp khuôn khổ đi, lên giáp ga. Đó. Rất là đơn giản luôn. Nói chung là nó chỉ có một hai món tùy chỉnh thôi nha mọi người. Đó. Thì mình sẽ làm video thiệt là ngắn cho mọi người xem đã tốn thời gian nha. Rồi, cái video dịch tôi gói đây là hết nha. Mọi người muốn làm gì tướng nào thì hãy like, comment bên dưới. Mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người.